Có rất nhiều bạn nói với tôi rằng tại sao bây giờ hiện nay con người và các tổ chức lại cần nhiều thông tin đến như vậy. Thật ra là có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng nhu cầu thông tin. Tôi có thể tóm lược cho các bạn một số nguyên nhân chính như sau. Nguyên nhân đầu tiên là nguyên nhân về sự tăng trưởng kinh tế. Các nước đều các nền kinh tế đều muốn tăng trưởng và phát triển kinh tế bền vững. Hệ thống kinh tế nào cũng vậy kể cả hệ thống kinh tế chỉ huy, kinh tế tập trung bao cấp, kinh tế thị trường hay kinh tế định hướng xã hội chủ nghĩa như Việt Nam hiện nay, Thế kinh tế nào cũng để mà muốn tăng trưởng, phát triển kinh tế thì cần phải có số lượng và cái khối lượng thông tin rất là rộng lớn và để có thể ứng dụng, phát triển. Nguyên nhân thứ hai dẫn đến sự gia tăng nhu cầu thông tin đó chính là sáp nhập và đa dạng hóa. Một doanh nghiệp mà muốn đa dạng hóa thị trường, đa dạng hóa sản phẩm, đa dạng hóa cái lĩnh vực đầu tư thì cần phải có cái số lượng thông tin đầy đủ và rộng lớn trên mọi khía cạnh. Nguyên nhân thứ ba dẫn đến gia tăng nhu cầu thông tin đó chính là nguyên nhân về sự cạnh tranh. Tại sao ạ? Trên thị trường hiện nay không phải chỉ có một mình một doanh nghiệp, một tổ chức hoạt động trong một lĩnh vực mà có rất nhiều các doanh nghiệp, các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực đấy Để mình mà có thể chiếm được thị trường, có thị phần, có lợi nhuận Thì mình phải cạnh tranh và chiến thắng trong cuộc cạnh tranh đó với cả các đối thủ Nhưng mà làm thế nào để có thể thắng được Thì vì vậy chúng ta phải có thông tin Có thông tin càng nhiều càng tốt về các đối thủ Về điểm mạnh, điểm yếu của họ Về cái sản phẩm, về thị trường, về các chiến lược cạnh tranh Điểm mạnh thì mình sẽ tận dụng học tập và làm theo họ Còn điểm yếu thì mình sẽ dựa vào đấy và khai thác nó và biến nó thành cái lợi thế của mình Do vậy, để có thể cạnh tranh và chiến thắng trong cái thị trường này thì doanh nghiệp nào cũng vậy, tổ chức nào cũng vậy Họ đều phải cần thông tin, khối lượng thông tin rất là nhiều Nguyên nhân tiếp theo dẫn đến nhát gia tăng nhu cầu thông tin đó chính là tỷ lệ nhân viên trên quản trị viên thấp hơn. Dạ, tôi cho các bạn ví dụ như sau. Giả sử công ty tôi có 30 nhân viên và 3 quản trị viên Như vậy thì Tỷ lệ nhân viên trên quản trị viên Là 10 Bây giờ khi tỷ lệ nhân viên trên quản trị viên Giảm xuống còn 5 Như vậy thì cái số quản trị viên Phải tăng lên là 6 30 trên 5 bằng 6 Vì vậy thì cái số nhóm Số quản trị viên tăng lên và cái số nhóm quản trị cũng tăng lên, do vậy công ty cần phải có cái số lượng thông tin nhiều hơn để một quản trị viên có thể quản lý được cái thông quản lý được nhân viên của mình, đồng thời phải có lượng thông tin để phối kết hợp giữa các nhóm quản trị với nhau. Nguyên nhân thứ năm liên quan đến vấn đề gia tăng nhu cầu thông tin đó chính là khi mà cái cơ cấu tổ chức và thủ tục kiểm soát không đầy đủ thì ta cần phải có thông tin rộng lớn hơn đầy đủ hơn và chính xác hơn để đảm bảo cái tổ chức mình hoạt động hiệu quả hơn và không bị sụp đổ nguyên nhân tiếp theo dẫn đến gia tăng nhu cầu thông tin đó là những cái lực lượng tập trung hóa một nguyên nữa đó chính là sự cung cấp của công nghệ thông tin công nghệ thông tin ngày càng phát triển nên vấn đề gia tăng nhu cầu thông tin ngày càng lớn một nguyên nhân xuất phát từ yếu tố của nhà nước đó là do yêu cầu của cơ quan nhà nước mà ta cần có những thông tin hơn nhà nước là đơn vị quản lý vĩ mô nền kinh tế quản lý toàn bộ cái hoạt động sản xuất kinh doanh và pháp, và chính trị pháp luật ở trong cả nước như vậy một doanh nghiệp thì họ một công ty, một tổ chức thì cần có những thông tin về nộp thuế, về đăng ký kinh doanh, về chế độ, về lĩnh vực kinh doanh, ngành nghề, về pháp luật, về tương tự pháp luật của nhà nước. Nguyên nhân tiếp theo và đó chính là những mong đợi của xã hội.